và anh em điện tử tắm hoa đang test và giới thiệu thiết bị đến các bác và anh em một đôi loa bãi mít PVAY SB3G. Đây là một dòng loa PVAY được thiết kế 3 đường tiếng, loa sử dụng một bát 40 từ iPhone 100, một chung 19 và một step kèn. Ở đây là một cặp loa Mỹ do Mỹ sản xuất, PVAY SB3G này. Một dòng loa 3 đường tiếng các bác anh em nhé. Kích thước thùng chiều cao là 85cm, chiều ngang là 54 và chiều sâu của thùng là 56. Thùng gỗ vỏ lì. Cặp loa PVAY SB3G này báo cáo các bác là anh em là zin nguyên bản đẹp xuất sắc các bác nhá. Một cặp loa Mỹ do Mỹ sản xuất PVAY. Và với cặp loa PVAY SB3G này bên em đang chào bán với giá là 23 triệu đồng. Mọi nhu cầu mua sắm các bác liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Đấy, một cặp loa bãi mít PVAY còn zin nguyên bản các bác anh em nhá, zin từ A đến Z, đẹp xuất sắc. Dòng loa tiếng bass của nó đánh cực sâu và mềm nhá. Các bác anh em hát karaoke thì cái chung này nó rất là lợi, lợi các bác anh em nhá, tép lẩy đây. Tôi xin vào cuộc gian nan mà các bác để ý cái bát đánh rất mềm và sâu nhá.